lấy 300 đô của bạn rồi. Bây giờ mình sẽ truyền lại bí kíp gia đình mình cho bạn. Được rồi. Bây giờ ha, tập trung nha. Ra đường á, bạn thấy thằng nào mà mặc cô hồn mắt dạ giống như bạn á, bạn đừng có nói gì hết trơn á, bạn xử nó bằng cách là bằng canh từ lỗ rốn nè. Đo xuống một gang tay xong rồi điểm vô. Ấy ơi, ấy điểm ở chỗ đó là chết queo đó ấy ơi. Cô chỉ nó tầm bậy hả cô? Quá tầm bậy luôn. Mày bị điên sao? Dưới rốn một gang tay là chỗ tử quyệt đó thằng quỷ. Từ lỗ rốn lên một gang tay. Còn cảm ơn cô. Bạn trai, bạn Hiền, mình bị nhầm. Xin lỗi bạn nha. Là nè ha, thấy thằng nào mà mặc cô hồ bất dạy giống như bạn á, cái xong mà bạn đừng có nói gì hết. Bạn điểm quyệt nó bằng cách là bạn canh từ cái lỗ rốn nè. Bạn đo lên một gang tay. Đây nè, cái nguyệt ngay đây nè. Bạn điểm vô cái pắc. Sao rồi, vụ gì rồi? Cưng ơi! Vụ gì? Con tự điểm nguyện Cưng ơi! Trời ơi, vậy cho vừa lòng mày! Ngựa! Bây giờ phải làm sao cô? Sao tao biết phải làm sao? Dạ, giải nguyện đi! Giải nguyện đi cô! Cô mới học điểm mà cô chưa học giải! Trời ơi! Thuốc lá đây! Mấy chú ơi, mua giúp giùm con mấy chú ơi! Thuốc lá chú ơi! Chú, mua thuốc lá làm con chú ơi! Giúp trẻ buôn bán là cực khổ chú. Thuốc lá mấy chú ơi. Thuốc lá mấy chú ơi. Thuốc lá. Bị cong đi chỗ khác biết nói ha, biết nói mà bị đứng hình chắc gió độc thổi vô sau ban đứng phơi cánh ở đây ta. Chú mua một con điếu thuốc lá chú. Không mua chú ơi. Mua một con điếu thuốc lá chú. Tao nói không mua. Ủa đứng hình hả ta? Chú mua giùm con một điếu thuốc lá đi chú. Tao nói không mua. Chú không mua một điếu mà chú mua hai điếu. Cảm ơn chú nha. Hẹn lại đó. Chú ơi, già rồi hút thuốc có hại cho sức khỏe nha chú. Hút hết hai điếu là thôi bỏ, đừng hút nữa, con cháu nó rầy nha. Con quỷ đi chỗ khác. Cảm ơn chú. Anh mua giúp giùm em thuốc lá anh ơi. No smoking. No smoking có nghĩa là không từ chối mua một gói. Trời ơi. Công nhận nha, trình độ elite của tôi nó dữ dội dễ sợ. Cảm ơn anh. Mua em gói. Gói không có cầm vậy. Này làm tao mua một điếu. Gói là phải cầm vậy nè. Trời ơi. Đó, trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn anh. Anh ơi, mua giúp giờ em thuốc lá anh ơi. Hút thuốc có hại sức khỏe mày. Trời ơi, tôi thương dễ sợ luôn. Công nhận anh này, anh nói nghe đúng là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mà ngửi thuốc càng mất sức khỏe hơn. Cho nên anh thương em. Anh không có mua từng gói mà anh mua nguyên thạp từ giùm em luôn phải không? Trời ơi, cảm ơn anh trai nha. Tốt, dễ sợ lâu lắm mới thấy có người tốt vậy á. Cái dáng anh đứng bán thuốc lá cũng giống em lắm á. Hay cha. Hay à. Chà, đứng hình vậy giờ lấy tiền hơi khó hen. Trời ơi, hôm nay tôi may mắn quá. Ai quần áo cũ không? Ai gì giúp cũ